Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà cô Bình Phụng. Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc đàn với thiết kế hiện đại và có đầy đủ các tính năng, thì chiếc Kidman kết một đằng sau lưng mình đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo với phân khúc tầm 10 triệu đồng. Mình có nhận được một câu hỏi của rất nhiều bạn gửi đến Facebook cũng như là YouTube của nhà cô Bình Phụng là làm thế nào để sử dụng tính năng Trainbow ở trên chiếc đàn Kidman KS1 một cách hiệu quả nhất. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết chức năng Trainbow cho các bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. Trainbow chính là chức năng để tăng hoặc giảm tông ở trên đàn để đệm hát hoặc chơi những bài hát khó. Để giảm tông, hãy bấm Function và pha thăng 3. Mỗi lần như vậy thì mình sẽ dịch chuyển nửa cung. Còn để tăng tông thì hãy bấm Function và Son 3. Và muốn quay trở về mặc định thì hãy bấm cùng lúc 3 phím Function, Son 3 và pha thăng 3 nhé. Bây giờ mình sẽ làm mẫu nhé. Cái này là đàn đang ở chế độ mặc định. Bây giờ thì mình sẽ giảm nửa tông. Tiếp theo đó thì mình sẽ tăng. Và cuối cùng thì mình sẽ trả về mặc định. Ok, hy vọng là qua video ngày hôm nay, nhà cụ Minh Phụng đã hướng dẫn cho bạn chức năng Trainbow ở trên đàn. Bạn nào muốn biết thêm về nhiều chức năng khác ở trên chiếc đàn Kidman KS1 này thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. À, và đừng quên like, share và subscribe để giúp bọn mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hay hơn nữa. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.